Hello everyone. Đây là một cái video sẽ là rất là tuyệt vời dành cho các bạn. Là khi các bạn nghiên cứu thuộc linh thì các bạn sẽ có một thuộc linh mạnh khỏe. Thì trong cái chủ đề nâng tầm thuộc linh này, video đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là ba cách ma quỷ luôn dùng, thường dùng để tấn công con người nhất. Ba cách này là hay dùng nhất. Để nghiên cứu về ba cách mà ma quỷ hay dùng, chúng ta sẽ đọc trong sách Sáng Thế Ký chương 3 nhé. Đó là từ ngày khởi thủy, từ những ngày đầu tiên của trái đất được hình thành và có loài người thì ma quỷ đã dùng ba cách này rồi. Có thể bây giờ nó sẽ tinh vi hơn rất là nhiều và có rất nhiều cách, nhưng mà thường thì trên căn bản nó vẫn dùng ba cách này. Tại sao lại như vậy thì mình sẽ chia sẻ hết trong cái video này. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc Sáng Thế Ký chương 3 nhé. Chúng ta sẽ thấy là câu 1 chương 3 này: bây giờ con rắn là loài vật quỷ quyệt hơn những sinh vật khác mà Đức Trời đã dựng lên trên đất. Nó nói với người nữ, có thật Đức Trời bảo các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn chăng? Ồ, đây là một điều rất là hay. Nó hỏi người nữ là có thật Đức Trời nói rằng các ngươi không được ăn bất cứ trái nào trong vườn. Nó hỏi lại cái điều Đức Trời dặn. Thôi thì mình sẽ chỉ đọc câu 1 thôi, còn các bạn cố gắng là đọc hết cả phần đoạn này. Và mình sẽ muốn nói các bạn là đây, đó là khi người phụ nữ bắt đầu nhận lấy cái lời của con rắn, nghi ngờ Chúa và nhận lấy lời con rắn, thì người nữ thấy trái cây ấy coi bộ ăn ngon, trông đẹp mắt và quý, vì có thể làm người ta khôn ra hay là giúp người ta mở trí khôn ấy, thì liền hái trái cây ấy ăn và đưa cho chồng đang ở đó cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ nhận biết mình đang trần truồng, nên họ lấy lá và khâu lại làm khố che thân. Và đây là hai câu gốc mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Câu gốc thứ nhất đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 1, đó là rắn là loài quỷ quyệt hơn tất cả trong các loài sinh vật mà Chúa tạo ra. Trong tất cả các loài sinh vật Chúa tạo ra thì rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Đối với con người ở trong câu 6 này, thì khi Eva ngước mắt lên và thấy trái cây đấy thì thấy rằng trái cây này là trái cây quý. Đó, trái cây quý này, các bạn biết tính từ nhé, quý. Trái cây này trông ngon và đẹp mắt, tức là ăn ngon và đẹp mắt. Ta sẽ biết là thấy quý này, thấy ăn ngon và đẹp mắt, thấy quý bởi vì nó làm cho người ta khôn ra. Đấy, và coi bộ ăn ngon và đẹp mắt, đó, ăn ngon và đẹp mắt, cái gì thường ngon và đẹp mắt, đúng không ạ? Dùng ba tính từ thứ nhất các bạn sẽ thấy trong sáu có ba tính từ, đó là ăn ngon, đó là tính từ ngon. Thứ hai là trông đẹp mắt, tức là tính từ đẹp. Và cuối cùng là quý vì khiến người ta trở nên khôn ngoan. Thì thực ra khi Đức Trời tạo dựng nên con người, Đức Trời đã tạo dựng ba cái tính từ này cho con người. Đó là ba tính từ ngon, đẹp và quý. Con người rất muốn ăn ngon, mặc đẹp và trở nên được tôn trọng, trở nên được quý trọng. Vì con người cũng có một cái sự kiêu hãnh riêng của bản thân mình, đúng không ạ? Kiêu hãnh riêng, niềm kiêu hãnh riêng, niềm tự hào riêng, đúng không? Niềm tự hào riêng. Mình muốn chia sẻ với các bạn đây để các bạn hiểu nó như thế này. Đó là Đức Trời không tạo ra loài người tội lỗi, không tạo ra loài người tội lỗi, mà Đức Trời tạo ra loài người mang hình ảnh của Ngài, đó là hình ảnh thánh khiết. Nhưng mà Đức Trời tạo dựng ra loài người có chi giác và vị giác. Giác vị thứ nhất là giác vị ở mắt, đúng không ạ? Tức là họ trông thấy đẹp. Và giác vị thứ hai là giác vị cảm nhận đồ ăn đấy ngon, đồ ăn đấy ngon. Và cái giác vị cuối cùng đó là chúng ta sẽ cảm thấy ích lợi sau khi có được điều đó. Đó là người ta muốn được vinh hiển, muốn được cao trọng hơn, muốn được nổi tiếng hơn, muốn đến cái vị trí tốt đẹp hơn. Và ma quỷ luôn luôn áp dụng vào ba điều này. Áp dụng vào ba điều này để cám dỗ. Và chúng ta sẽ thấy ma quỷ đã lặp lại cái cách cám dỗ này ở trong phân đoạn, đó là nó cám dỗ Chúa Giêsu sau khi Chúa Giêsu kiêng ăn 40 ngày. Chúng ta sẽ thấy nó nói với Chúa Giêsu đó là: nếu như ngươi đói thì hãy biến đá đó thành bánh để ăn. Biến đá đó thành bánh để ăn, đúng không ạ? Tức là nó thách thức Chúa Giêsu biến đá thành bánh. Tức là chúng ta đói mà, ta cần ăn. Cũng giống như Eva thấy cái quả này ngon, ta cần ăn cái thứ ngon, đúng không ạ? Chúa cũng cần ăn để no, còn Eva cần ăn để ngon.
Đó là cái giác vị, đó là cái giác vị mà Chúa tạo ra, Chúa tạo ra ban cho con người, đúng không? Chúa Giêsu lúc này cũng giống như Adam và Eva trong vườn Ê-đen vậy. Chúa Giêsu không hề có tội lỗi, không hề có tội lỗi các bạn nhé, cũng giống như Adam và Eva không hề có tội lỗi, và ma quỷ cám dỗ y như vậy thôi, ăn cám dỗ về điều ăn. Chúng ta thấy đôi khi ăn nó làm cái gì đó bình thường, ô tôi ăn, ăn ăn là điều quan trọng, ăn là điều quan trọng, bởi vì không ăn sẽ chết, không có ăn sẽ chết, không có tiền để ăn là chết rồi, chết đói đúng không? Và chính vì cái điều mà ta coi trọng tiền bạc, coi trọng đồ ăn thức uống, coi trọng của ăn của mặc của để, coi trọng vật chất, chính bởi điều đó nó sẽ cám dỗ ta. Đó là cái cám dỗ thứ nhất rồi. Cái thứ hai là trông đẹp mắt. Eva đã nhìn thấy cái quả đó ở trên cây nó đẹp mắt, lúc này bà không hề có tội, bà là người trong sạch, nhưng bà cũng biết điều gì là xấu, cũng biết điều gì là đẹp. Bà đã có sự so sánh là cái trái của cây sự sống biết điều thiện điều ác này, trái của cây chúa cấm này, chúa cấm trái cấm này đó, cái trái cấm này nó ngon hơn, nó trông đẹp mắt hơn, tức là phân biệt được xấu và tốt đấy, phân biệt được xấu hơn và kém hơn đấy. Chúa đã tạo ra con người có giác vị như vậy, phân biệt giống đực giống cái, phân biệt ngày giờ mùa và năm, phân biệt đá và đất, phân biệt cây này với cây kia, và cũng phân biệt được điều tốt với điều xấu. Phân biệt đấy có đấy, có các bạn có. Đôi khi là chúng ta cứ nghĩ là Chúa tạo ra, đôi khi là chúng ta cứ nghĩ là Chúa tạo ra Adam và Eva không có sự nhận biết giữa tốt và xấu, có sự nhận biết đó, có sự nhận biết về luân lý một chút cũng có, mình nghĩ là có, bởi vì không thì không thể nào phân biệt được cái trái đó là trông đẹp mắt hơn những trái khác, đúng không? Có. Và chính bởi điều này mà ma quỷ cám dỗ, ma quỷ cám dỗ, và nó cũng nói vậy, và nó đã cám dỗ Chúa Giêsu, đó là ta cho ngươi xem thấy mọi thứ ở trong thế gian, đúng không? Nó cám dỗ Chúa Giêsu vậy, tất cả những nước này đã giao cho ta, sự vinh hiển vàng bạc châu báu đã giao cho ta, nếu như ngươi quỳ lạy ta thì ta sẽ ban cho ngươi. Và Chúa Giêsu nói với nó rằng là ngươi chỉ được phép thờ phượng Chúa Đức Trời mà thôi. Điều quan trọng không phải là nó đẹp mắt, mà điều quan trọng là chúng ta vâng lời Đức Trời. Điều quan trọng không phải là nó đẹp mắt và chúng ta muốn có nó, mà điều quan trọng là chúng ta phải làm theo điều mà Đức Trời dạy bảo. Nó bảo ngươi thờ phượng ta hãy cho ngươi điều đó. Nhưng Chúa nói, nhưng Chúa Giêsu lại nói là chỉ thờ phượng Đức Trời mà thôi. Có thể ma quỷ nói với bà Eva là cái quả đó trông đẹp mắt hơn những quả khác, bà có công nhận không? Bà công nhận là đúng là đẹp hơn thật, nhưng mà bà phải nói với ma quỷ là nhưng Đức Chúa Trời không cho tôi ăn. Bà Eva đã không làm điều đó đúng không ạ? Bà Eva không làm điều đó, nhưng mà mình muốn các bạn phải làm điều đó. Chúng ta sẽ thấy với nhau là trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 chép rõ ràng ma quỷ là loài quỷ quyệt. Nó muốn chúng ta không tập trung Đức Trời nữa, nó không muốn chúng ta không tập trung vào lời Đức Trời dạy nữa, nó muốn ta tập trung vào đôi mắt của mình đang nhìn thấy những điều tốt và đẹp. Nên là một trong 10 điều răn ấy, Chúa cũng nói là ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ lấy vợ hay cướp vợ của người lân cận mình, chớ tham tiền của kẻ lân cận mình, chớ tham bò lừa của kẻ lân cận mình. Một trong 10 điều răn các bạn, một trong 10 điều răn, bởi vì con người bị cám dỗ bởi cái điều này, và bởi vì Chúa đã tạo ra cái vị giác của con người để phân biệt tốt và xấu, phân biệt điều này tốt hơn điều kia kém hơn, phân biệt được thứ tự 1, 2, 3, 4, điều nào là tốt nhất, điều nào là không tốt, điều nào là thứ nhì, thứ hai, thứ ba, Chúa đã tạo ra. Và chính cái việc mà Đức Trời tạo ra cái chi giác, cái vị giác này, cái chi giác này, cái xúc giác này, mà ma quỷ đã nhắm vào cái xúc giác đấy, nhìn đi, nhìn đi, xem đi, quan sát đi, điều đó tốt, điều đó tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn, và chúng ta luôn luôn chạm đến điều tốt hơn và cãi lại ý muốn Đức Trời. Đôi khi là chúng ta muốn có công việc tốt hơn, nhưng đó không phải là công việc Đức Trời muốn. Thực ra thì khi mình xin việc các bạn, mình xin việc và mình đây là đang làm cái công việc này, thì công việc thực sự lương rất là thấp, lương khá là thấp, lương thấp lắm, thì nói đúng các bạn là
Nói thật các bạn là chỉ có 300 đô thôi, 300 đô một tháng. Chưa được 300 đô nữa đó, chưa được 300 đô. Quá là thấp đúng không ạ? Thực ra thì có một số người bạn đã nói với mình, chia sẻ với mình đó là ông có tiếng Anh, ông là người nói được giao tiếp tiếng Anh, tại sao phải làm cái mức nâng cấp như vậy? Tại sao mức nâng cấp như vậy? Vào đầu mình cầu nguyện, Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi. Và lúc đó Chúa đến và phán cho mình, ta cho con vào nhưng ta chưa cho con ra. Chúa cho mình công việc đó và Chúa chưa muốn mình bỏ từ từ chối công việc đó, nhưng khi người bạn đó lại tiếp tục nói mình, và sau đó mình lại gặp một số người khác lại nói mình, ôi lương thấp thế, và đầu mình lại bị và cái đôi mắt của mình ấy, đôi mắt tấm lòng của mình luôn luôn nhìn vào số lương thấp, mỗi lần lương về vào tài khoản mà mình nhìn vào tài khoản lương thấp thế, đôi mắt của mình, đôi mắt. Nhưng bây giờ các bạn phải hướng đôi mắt về Đức Trời thay vì hướng đôi mắt về tiền bạc hay hướng đôi mắt về cái điều mà các bạn nghe thấy. Ma quỷ thường làm cái việc như vậy, nó biết là các bạn có cái chi giác đó, có cái xúc giác đó, có cái cảm giác đó, nó biết, bởi vì là Chúa đã tạo chúng ta mà, Chúa tạo chúng ta như vậy mà. Đây là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn, điều này khá là quan trọng. Nếu chúng ta không nhận biết rằng đó là cái điều mà Đức Trời tạo chúng ta, thì chúng ta nghĩ à chúng ta đang đang đưa ra cái quyết định đúng không? Chúng ta phải đến Đức Trời hỏi lại Chúa, hỏi lại Chúa, luôn luôn xác định, luôn luôn phải nhớ lại những đời trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu, thực ra Chúa Giêsu nhắc với ma quỷ đó là ngươi phải thờ lạy một mình Chúa Đức Trời mà thôi. Đó là điều Chúa nhắc, Chúa Giêsu nhắc trong Kinh Thánh. Chúa nhớ Kinh Thánh lắm. Các bạn cũng phải vậy thôi. Đôi khi có những điều ma quỷ nó dẫn lối chúng ta, làm cho chúng ta quên những gì có trong Kinh Thánh. Mình đã bị từng bị như vậy, mình đã từng bị như vậy. Mình đã đến với Chúa và oán trách Chúa, mình nói Chúa tại sao con không yêu được người nữ đó, tại sao cái người đó không tốt bằng con lại có được người nữ mà con muốn có. Và sau đó là bởi cái việc mà mình cứ chăm chăm vào người nữ đó, đôi mắt mình không nhìn vào Chúa nữa, và đồng mình phạm tội với Chúa và mình phạm tội bị cấm trong một trong 10 điều răn. Và khi mình phạm tội rồi, mình mới biết được rằng là mình bị sa vào sự cám dỗ, mình sa vào sự cám dỗ. Mình luôn luôn cầu nguyện là lạy Cha chúng con trên trời, cho con đồ ăn đủ ngày, xin Cha chớ để những con sa vào sự cám dỗ, xin cứu những con khỏi mọi điều ác. Nhưng cuối cùng mình lại không chăm chú vào Chúa, mình không chăm chú và không lắng nghe tiếng của Ngài, không nhớ những lời dạy của Ngài, không nhớ những gì trong Kinh Thánh của Chúa, và bắt đầu mình đã phạm tội. Cho nên mình muốn chia sẻ các bạn, đừng để cho ma quỷ tấn công vào cái vị giác này, tấn công vào cái trí giác này. Các bạn nhớ cái trí giác thứ nhất đó là trí giác đói và ăn, nhu cầu thể xác rất quan trọng. Con người cần ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa vệ sinh, được bình an, được yên ổn, được vui vẻ, được sống lâu. Ma quỷ sẽ tấn công vào những điều đó. Đó là cái nhu cầu của thể xác con người. Ô không có tiền thì đói à? Phải làm ra tiền, đúng không? Là ma quỷ sẽ tấn công những điều đó. Phải tập trung vào thể xác, phải tập trung vào thể xác, phải tập trung vào tính chất vật lý, phải tập trung vào của cải vật chất, tập trung vào những gì có trong thế gian. Và Chúa Giêsu đã dạy lại cái điều này trong Matthew chương 6, đúng không ạ? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Trời sự công bình của Ngài. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Trời sự công bình của Ngài. Đó. Để vượt qua cái việc là các bạn muốn đói được no, vượt qua cái việc các bạn muốn ăn ngon mặc đẹp, đủ no ấm, được sung sướng, được hạnh phúc, vượt qua cái điều đó. Rồi, đó là thứ nhất. Điều thứ hai là các bạn phải vượt qua cái việc so sánh. Việc so sánh điều tốt và điều tốt hơn. Đôi khi chúng ta luôn muốn chọn điều tốt hơn và chọn điều tốt nhất. Ta luôn muốn như vậy. Nhưng mà quên mất cái ý muốn của Chúa. Hãy tập trung vào ý muốn của Chúa. Rồi, điều cuối cùng chúng ta sẽ học với nhau. Đó là sự tổng hợp của hai điều trước, sự tổng hợp của hai điều trước. Khi các bạn ăn ngon, khi các bạn mặc đẹp, khi các bạn có no đủ cuộc sống vật chất, đúng không? Thì các bạn sẽ đến với cái điều tốt hơn, sẽ đến với điều tốt hơn nữa, sẽ đến với điều tốt hơn nữa. Các bạn luôn luôn tập trung vào cái điều tốt hơn nữa và chạy theo điều tốt nữa cho đến khi bạn chết, mà cuối cùng chẳng bao giờ làm được việc điều được ý Đức Trời muốn, đúng không? Đó là hai cái cám dỗ đầu tiên. Khi mà gộp hai cám dỗ này sẽ thành cám dỗ thứ ba, đó là các bạn khao khát được người khác tung hô mình, ca tụng mình được vinh hiển, mình được ngang bằng với Đức Chúa Trời, mình có vinh quang ở dưới đất, mình có sự hiển vinh Đức Chúa Trời dưới đất, mình được người khác khen ngợi, mình được khác chú ý đến, mình được công nhận, mình được ca khen, mình được chúc tụng thay vì chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời.
Ma quỷ nói Đức Chúa Giêsu là ngươi thật sự là con Đức Chúa Trời ấy, thì hãy nhảy từ trên lóc này, nhảy xuống đi, hãy gieo mình xuống, hãy nếu ngươi thật sự là con Đức Chúa Trời thì hãy thì ở trên nóc này hãy gieo mình xuống đi. Đang lúc đấy đang ở trên cái nóc của nhà thờ, và ma quỷ nói là ngươi hãy gieo mình xuống đi, hãy nhảy xuống đi, bởi vì là Chúa sẽ sai các thiên sứ để bảo vệ ngươi, đúng không? Chúa Giêsu có thể thực hiện cái quyền đó, thực hiện cái quyền sai phái thiên sứ để bảo vệ chính Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể mà. Chúa Giêsu có quyền làm đó. Nhưng mà nếu như Chúa làm điều đó vào một lúc mà Ngài muốn làm điều đó thì đó là nó bình thường. Nhưng mà lúc này ma quỷ đang cám dỗ Ngài để Ngài làm điều đó. Và Chúa Giêsu nói thẳng với ma quỷ là ngươi không được phép thử thách Chúa là Đức Chúa Trời, ngươi không được thách thức Ngài. Đừng có mà thách thức Ngài. Và cái điều ở đây về câu chuyện của Eva đó là khi Eva ăn vào thì Eva sẽ trở lên bằng Đức Chúa Trời, khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Ở đây không thách thức Đức Chúa Trời mà muốn là mình trở nên bằng Đức Chúa Trời. Bằng Đức Chúa Trời. Còn ma quỷ muốn cám dỗ Chúa Giêsu, cám dỗ Chúa Giêsu đó là Chúa Giêsu cũng bằng Đức Chúa Cha mà, cũng bằng Đức Thánh Linh mà, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai cơ mà, đúng không? Thì cứ sai phái đi, cứ sai phái đi. Ở đây là ma quỷ cũng cám dỗ, cái tính chất cũng giống như là cám dỗ bà Eva đó là mình cũng ngang bằng, tại sao mình phải nhập thể làm người? Đúng không? Điều mình muốn chia sẻ các bạn như vậy. Chúng ta đừng tìm kiếm vinh quang riêng cho mình, đừng tìm kiếm vinh hiển cho mình, đừng ăn mặc đẹp để người khác khen mình, đừng cố gắng giảng đạo để người khác khen mình là người có đức tin tốt, đừng cố gắng trở nên thiêng liêng hay nói tiếng lạ nhiều để người khác biết mình đầy dẫy Thánh Linh, đừng làm điều gì để người khác phải chú ý, phải tập trung đến mình, đừng làm điều gì để người khác phải tung hô khen ngợi mình. Hãy làm mọi sự vì mọi sự đó Đức Chúa Trời vui lòng. Hãy làm mọi sự vì mọi sự đó là cuộc sống bình thường. Ta không cần phải tập trung để làm vinh hiển mình. Nếu như các bạn làm vinh hiển mình thì là sai rồi. Chỉ vì muốn người khác khen ngợi, chỉ vì muốn người khác tung hô mình, chỉ vì muốn người khác ghi nhận mình, chỉ vì muốn cho người khác biết là mình cũng giỏi như các mục sư, mình cũng làm như thế này, hay là mình cũng là giỏi như những người khác, thì đừng làm điều đó. Vì các bạn đang cố gắng để làm vinh hiển mình thay vì làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Và áp dụng điều này cho Lộc thì ra mình Lộc cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là các bạn sẽ khi các bạn xem cái kênh YouTube của Lộc và xem những cái video của Lộc như thế này thì các bạn sẽ thấy là tất cả những video của mình ở trên kênh này đang được bật kiếm tiền. Và các bạn sẽ hỏi là Lộc sẽ trả lời các bạn cái câu hỏi mà Lộc vẫn tự hỏi mình có bao giờ mình chia sẻ đạo hay chia sẻ lời Chúa trên Kinh Thánh vì mục đích tiền bạc trên YouTube hay không? Các bạn biết là kiếm tiền trên YouTube sẽ không được nhiều, không được nhiều. Gọi là cũng gọi cũng có, cũng đôi khi thì có một số người làm YouTube thì rất là nhiều tiền, bởi vì họ làm những vấn đề về giải trí hay là những vấn đề có ích, rất là có ích cho xã hội nên họ có rất là nhiều tiền. Mình không nói, nhưng ý là nhưng mà cái kênh của mình ấy, thì hiện tại không kiếm nhiều tiền. Nhưng mà đôi khi nó sẽ là cái sự cám dỗ cho mình, đó là mình đang làm những video chia sẻ về đạo Chúa, chia sẻ về đức tin, chia sẻ về cơ đốc, nhưng mình lại bị cám dỗ là làm vì tiền, không phải làm vì muốn các bạn được có đức tin, không phải là vì lợi ích của nước thiên đàng, không phải lợi ích về khích lệ đức tin hay giúp đức tin cho các bạn, mà nó vì cái mục đích khác, vì cái sứ mệnh khác, đó là tiền bạc để chết. Thực sự ra thì mình rất là đắn đo trong tất cả những câu hỏi như vậy, bởi vì mình đang muốn mình trở nên làm người đó, hoàn thành cái kế hoạch của Chúa, hoàn thành cái sự kêu gọi của Chúa, hoàn thành cái điều mà Chúa muốn mình làm, đó là giao giảng tin lành, đó là giúp đỡ cho mọi người đó. Và mình lại không tắt kiếm tiền trên tất cả các video của mình vì mình có thể phân định được là mình không làm vì tiền, không làm vì tiền. Nếu như video này mà mình đăng lên không quá được 1.000 view, không được bao nhiêu tiền, mình không cần thiết quan trọng điều đó. Mình quan trọng là mình đã làm video này theo cái điều mà Chúa muốn mình làm, Chúa đang thúc giục mình và mình phải làm, thế thôi, chứ không phải là mình làm vì là tiền. Nếu như mình làm vì tiền mình sẽ không làm nữa. Lúc nào đó mình luôn muốn làm YouTube vì tiền, vì tiền, vì tiền mình làm,
thì mình sẽ dừng lại, mình sẽ không làm nữa. Vì mình đang đi sai mục đích mà Chúa tạo dựng mình. Cho nên là có một số anh em nói với mình là: ơ, mày làm YouTube bao nhiêu năm ấy, được bao tiền à? Nó nói thẳng luôn các bạn là chỉ đủ ăn sáng thôi, là hết. Được có mấy chục đô một tháng rồi, thật sự như vậy. Hiện tại là như vậy, có thể sau này sẽ lớn và hơn và tốt hơn rất nhiều, nhưng mà hiện tại là như vậy. Nhưng mà Lộc vẫn sẽ tiếp tục vẫn làm, mãi mãi vẫn làm. Vì thứ nhất là mình làm thì mình khích lệ chính mình, để ghi nhớ được mình đã học được những điều gì của Chúa. Thứ hai là sau này mình có quên đi thì mình dở lại những video YouTube của mình xem lại thì nó sẽ khích lệ chính mình, để mình nhớ lại và mình sẽ tiếp tục giao giảng được. Và thứ ba là nếu như có ai may mắn vô tình cờ xem những video như này thì sẽ giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều. Đây là cái mục đích thứ ba này, là chúng ta đừng nhầm lẫn. Chúng ta đừng nhầm lẫn. Đôi khi chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Rất dễ nhầm lẫn. Chúng ta muốn mình vinh hiển hơn, muốn mình tài giỏi hơn. Và chúng ta lại đặt nặng cái điều đó quá. Chúng ta tập trung điều đó là khi các bạn làm điều gì đó nhiều lần, các bạn sẽ trở nên giỏi hơn. Khi các bạn tích lũy nhiều, các bạn sẽ giàu có hơn. Đó là điều tương nhiên. Khi mà Lộc làm nhiều video, khi mà Lộc làm nhiều các video trên YouTube hơn, Lộc sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Đó là điều đương nhiên. Nhưng mà Lộc không tập trung vào điều đó. Không phải để cái điều đó là mục đích sống của đời mình. Không để tiền là mục đích sống của đời mình. Mà hay cũng không phải là để mình nổi tiếng trên YouTube là mục đích sống của đời mình. Mà điều mình muốn đó là mình muốn giao truyền tin lành và mang ích cho mọi người. Nếu như một cái video nào đó mà mình làm không có sự sức dầu của Thánh Linh, không sự thúc giục Thánh Linh, không sự cảm thúc Thánh Linh, và mình nhận biết điều đó không đến từ Thánh Linh, mình sẽ không bao giờ up nó lên YouTube. Cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đừng để ma quỷ cám dỗ chúng ta sai cái mục đích mà Chúa muốn tạo dựng chúng ta. Đôi khi chúng ta sẽ rơi vào cái vòng cám dỗ của ma quỷ, như là Eva muốn mình trở nên ngang bằng nữ trời, cứ nghĩ là mình trở nên giỏi hơn, mình trở nên vinh quang hơn thì sẽ là tốt cho Chúa chứ, mình trở nên giống Chúa, trở nên bằng Chúa thì mình sẽ là tốt cho Chúa chứ, làm vinh hiển cho Chúa chứ, người đời sẽ nhìn thấy mình tài giỏi này thì người ta sẽ biết là ô Chúa giúp nó tài giỏi, chứ không phải như vậy. Dù các bạn dốt hay giỏi, điều đó không quan trọng sự vinh hiển của Chúa. Không quan trọng lắm. Tất nhiên là khi các bạn theo Chúa lâu năm, Chúa sẽ giúp đỡ cho cuộc sống các bạn trở nên no ấm, vui vẻ, vinh hiển, hạnh phúc hơn. Nhưng không có nghĩa là nếu như các bạn không trở nên giàu có thì Chúa bị mất vinh hiển. Hay là khi các bạn theo Chúa lâu năm mà không hạnh phúc về hôn nhân chẳng hạn, hay không hạnh phúc về tiền bạc chẳng hạn, hay không hạnh phúc về công việc chẳng hạn, thì là Chúa bị mất vinh hiển. Không phải. Không phải nhé, các bạn, không phải. Cho nên các bạn đừng đặt cái mục tiêu của mình là sai. Sai. Nên mục tiêu của Đức Chúa Giêsu là gì? Đó là ngươi đừng thử thách Đức Chúa Trời. Nói thẳng với Satan như vậy, ngươi đừng thử thách Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời mãi mãi vĩnh viễn là Đức Chúa Trời, từ đời này cho đến đời kia, từ muôn đời cho đến muôn đời. Dù Ngài có làm phước hay không làm phước, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngươi không phải thử. Không phải thử. Đúng không ạ? Dù bạn có trở nên giỏi hơn hay vinh hiển hơn, giàu có hơn hay tốt đẹp hơn thì Chúa vẫn là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu các bạn được Chúa kêu gọi trở nên là một người thiếu thốn khi giao giảng tin lành, hay trở nên một người đi đây đó xa xôi, phải ở xa nhà, hay làm việc vất vả chỗ nào đó để giao giảng tin lành, hay là làm công việc theo sự kêu gọi của Chúa, mà nhiều người khác sẽ thấy là không có sự chúc phước, không sự vinh hiển của Chúa, không sự chúc phước của Chúa, không sự ở cùng của Chúa. Nhưng mà đấy là điều người ta thấy, còn điều các bạn thấy với Chúa và điều Chúa thấy các bạn nó khác. Các bạn, mình đã nói chuyện với anh Dũng, hơn mình 1 tuổi. Bây giờ anh ấy đang đi hầu với Chúa khắp mọi nơi. Và nếu như nhìn theo con mắt của người đời thì người ta bảo anh ấy là một con người rồ dại và đáng thương, bởi vì anh ta không làm một cái việc gì để kiếm ra tiền cả. Và anh ta lúc nào cũng sống trong tình trạng là đức tin khá là thiếu thốn, lúc nào cũng chờ mong cái sự chu cấp và giúp đỡ người khác để có tiền di chuyển, để có tiền gọi là sinh hoạt cá nhân trong khi mà đi hầu việc Chúa như vậy. Và có rất nhiều người đánh giá anh ấy là người không được chúc phước, đánh giá anh ấy là người có cái đức tin sai lầm. Nhưng mình lại nhìn anh ấy với con mắt khác, đó là mình khâm phục anh ấy vô cùng, bởi vì anh ấy đang làm theo ý muốn của Chúa, anh làm theo sự kêu gọi của Chúa, làm theo cái điều mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng anh ấy. Phải là cố gắng chạy theo, bám đuổi theo điều đấy. Và mình cảm thấy anh là người rất là phi thường. Dù là tiền bạc anh không có gì cả, rất nghèo, phải nói là khá là nghèo,
khá là chật vật trong cái việc hầu Chúa như vậy. Nhưng mà đôi khi nhiều người nói ô Chúa đã kêu gọi thì Chúa phải chúc phước chứ, đâu không phải như vậy đâu. Trong Kinh Thánh đa phần những người hầu với Chúa đa phần là vất vả, đa phần là túng thiếu, đặc biệt là Phaolô các bạn biết rồi, rồi sứ đồ răng, sứ đồ Phêrô, sứ đồ răng là chết trong đảo Bắp, sứ đồ răng chết trên đảo Bắp Mô trong sự cô đơn, trong sự khổ hạnh mù loà. Sứ đồ Phêrô thì bị đóng đinh ngược, bị tra tấn rất là khó khăn. Giăng Báp-típ là người giảng đạo Chúa rất là giỏi như vậy, nhưng mà lại bị chặt đầu, đúng không? Các bạn thấy trong Kinh Thánh Ê-tiên bị ném đá cho đến chết. Đó rất trung bình là rất là nhiều các gương mẫu của chúng ta. Đôi khi không phải là hầu việc Chúa, chúng ta phải là thành công hầu Chúa, chúng ta phải trở thành mục sư, phải trở thành lãnh đạo của thánh này thì chúng ta mới hầu Chúa. Không phải, hầu việc Chúa là hầu việc Chúa. Hãy nhớ mục đích chính, đừng nhầm mục đích chính là được. Đó là mình vừa muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn thì các bạn sẽ vượt qua được cái sự cám dỗ của ma quỷ, nó sẽ cám dỗ vào lòng kiêu hãnh của chúng ta, luôn muốn ăn ngon mặc đẹp, luôn muốn ngon đẹp để trở nên tốt hơn, để trở được khen ngợi, để trở nên vinh hiển. Đó là ba bước, đó là ba điều ma quỷ luôn luôn cám dỗ chúng ta, và nó có cấp tệ tiến. Chúng ta muốn ăn ngon để bổ béo, muốn có được cái điều tốt đẹp hơn để chúng ta được cái vui vẻ hạnh phúc hơn, để người đời nhìn chúng ta, đúng không? Để người đời nhìn chúng ta và khen ngợi chúng ta, đó là ba cái điều mà ma quỷ luôn luôn dùng để cám dỗ. Nó rất là hay, nó cám dỗ có từng nhịp mà cám dỗ, bởi vì đó là cái chi giác mà Chúa tạo ra rồi, vì Đức Chúa Trời đã tạo ra rồi, đúng không? Chúa đã tạo ra chúng ta có những chi giác, có những vị giác như vậy rồi, có vị giác như vậy, có xúc giác như vậy. Ba cái xúc giác đó nó khiến ta muốn luôn muốn là no đủ hơn, muốn đứng được tốt đẹp hơn, và muốn đứng được vinh hiển hơn, cao trọng hơn, đó, sử dụng những quyền lực lớn, được khen ngợi, kiêu ngạo. Nó luôn luôn cám dỗ như vậy thôi. Xoay đi còn lại chỉ cám dỗ này, vì nó biết là Chúa tạo ta có ba cái điều này, và chúng ta cảm giác là Chúa tạo ra có ba điều này nên ta cảm giác nó không có gì sai trái cả, và chúng ta phóng túng một chút thì chúng ta sẽ bị sa vào sự cám dỗ thôi. Thì cho nên là mình muốn chia sẻ cái video này để các bạn có một cái hiểu biết sâu sắc hơn về một chút đại học cao hơn một chút trong cái chủ đề nghiên cứu thuộc linh này, trong cái chủ đề về thuộc linh này. Mình chia sẻ các bạn như vậy, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video khác chia sẻ về vấn đề thánh linh và thuộc linh, nhân linh và ma quỷ. Mình sẽ chia sẻ cái chủ đề trong cái chủ đề này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video khác nhé. Các bạn hãy cố gắng, có điều gì các bạn chưa hiểu rõ trong ba cái vấn đề mình chia sẻ này thì các bạn hãy đặt ra những câu hỏi thì mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye, cảm ơn Chúa.